Rồi, em Thắng xin kính chào cái bà con cô bác ha. Thì hôm nay em đi bãi về được khá là nhiều đồ đẹp anh em. Anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em nha. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch ha, chuyển khoản em bao ship. Ship code thì mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển giao hàng giúp em ha. Rồi. Đầu tiên em sẽ vào cho mọi người mấy cây khẩu nha. Mấy cái khẩu này là mới can luôn anh em, đẹp. Bên em mình mua về mình xài nha. Đầu tiên em có một cái khẩu của Tone. Đó. Một cái khẩu Tone 3/8 nha anh em, 9.5 nè. Đó, 9.5 3/8 nha, hàng mới chưa xài nha anh em, mới 100% chưa có xài. Đó. Có hai con nha. Đó. Hai con này thì con này là 15 ly này. Đó, và con này thì 16 ly. Chân của mình là 3/8 đường kính 9.5. Thì cái này em bán lẻ từng con cho anh em ha. Rồi đầu tiên cái con 15 ly này nó chưa có xài nha anh em. Chung là đều chưa xài hết. Bán về anh em mình có thể mình sưu tầm đồ hoặc là mình xài ha. 3/8 chưa xài ha. Rồi con này mã số của mình là M1 giúp em nha. Con này giá 50. Ha. M1 ha. Khẩu Tone 3/8 đường kính là 9.5 nha anh em. 3/8 đường kính 9.5 nè, của thằng Tone ha. Mã số là E1 50.000, khẩu này là khẩu 15 ly nha, 15 ly ha, Tone Japan. Rồi. Con này thì 16 ly, 50.000 luôn, anh em mình lấy con nào mình lấy, và mình lấy hai con hay bao ship luôn. Đó, hàng mới chưa xài nha anh em, hàng mới chưa xài. Mã số cho con này của mình là E2. Rồi tiếp theo E3. E3 thì một cái khẩu của thương hiệu hãng Tone nữa. Con này thì khẩu nó bự hơn nha. Khẩu này là chân của mình là chân 1/2 12.7 nha anh em. Và con này là nó mở ốc 13 ly. Đó, một cái con khẩu Tone 13 ly mới chưa xài nha anh em. Còn luôn cái phần cái teo này. Đó. Thì con 13 ly khẩu 1/2 này mã số của mình là E3 giúp em nha. Hàng mới chưa xài giá 60. Đó, E3 ha, giá 60.000. Chưa xài nha anh em, anh em mình thích hàng mới thì mình chốt giúp em nha. Rồi E4 thì khẩu này của KTC 16 ly 3/8. Đó, KTC thì rất là ngon rồi. Anh em mình an tâm mình xài ha. 3/8 nha anh em, đường kính là 9.5. Mã số cho con này của mình là E4. Con này em để giá là 60.000 ha. 9.5 của KTC nha anh em. Đây 60.000 nha. Mã số là E4 giúp em. Rồi tiếp theo E5 thì khẩu này khẩu 7 ha. Một cái khẩu 16 ly nhưng mà đầu là đầu 1/2 nha anh em, 12.7 này. Đó, của thương hiệu hãng Banzai nha anh em. Banzai hàng nội địa Nhật ha. Đó, thì khẩu này là khẩu hàng 7. Thì cái khẩu 16 ly Banzai hàng 7 này em để giá là 40. 40.000 16 ly ha, 1/2. Anh em mình có thể mình mua kèm với lại đồ nghề ha. Đó. Đây mã số E5 ha, 40. Tiếp theo E6 khẩu này cũng 1/2 luôn ha. Đó, thì khẩu này là 24 ly nha anh em. 24 ly của KTC. Đó thì nó có bị lắm đắt vô mình để bãi thôi chứ mà dùng rất là ngon ha. Rồi cái khẩu á KTC này em để giá là 40.000. Ha, mã số là E6 giúp em. E6 40. Tiếp theo E7 thì khẩu này bự nè. Khẩu này là chân 3/8 nha anh em. Này chân 3/8 là đường kính là 9.5 và mở ốc tới là ốc 35 ly ha, của thương hiệu Hoàng Hiết Japan. Đó, rồi cái khẩu 35 này em để giá là 50.000 ha, rất là nặng luôn. Mã số là E7 giúp em. E7 50. Rồi, tiếp theo. E8. E8 thì em có một cái đầu bán ốc ha, một cái đầu bán ốc của bờ xe cũng mới chưa xài luôn nhưng mà để bãi thì bên trong nó có lắm này. Đó, anh em thấy sáu cạnh đường ngon lành ha. Và con này của bờ xe 14 ly nha anh em. Đây. Bờ xe 14 ly chui 6.35 ha. Đó, anh em mình bán ốc 14 thì mình chốt. Thì cái con bán ốc 14 ly của bờ xe này em để giá là 80.000. Mã số là E8 ha. E8 80. Tiếp theo. Mã số E9. E9 thì em có một cây vít sắt 2 ha. Cái này là của thương hiệu Stammer, chuyên khoan gỗ ha này nè. Để là 3.1 đến 4.5 vậy nè, Stammer anh em, hàng nội địa Nhật. Đó, cái này thì anh em mình thấy bên này thì nó sẽ có cái đầu giống như là đầu mũi khoan. Mình khoan gỗ đó ha. Đó. Rồi. Bên này thì
cái đầu vít đây, mở ra đây đó, một cái đầu vít nha anh em, đó một cái đầu vít dương đó. Còn cái đầu mới khoan thì nó thiết kế kiểu T này, 2 trong 1, rất là hay nha anh em. Của thương hiệu Stammer, hàng chuẩn nội địa nha, Stammer là màu gạo. Cái hàng nội địa rất là quen thuộc rồi. Về kích thước thì tổng chiều dài mình đo được là 12 cm nha anh em. Đây tổng chiều dài mình đo được là 12 cm. Mã số cho cái cây vít này em để giá cho mọi người là E9 ha. E9 ha, anh em mình thích thằng độc còn chốt ha. E9 con này em để giá 80.000, mới chưa xài ha. E9 80. Tiếp theo mã số E10. E10 thì em có một cây vít dài nha anh em, cái vít ngắn ha. Cái này rất là dài luôn, của thương hiệu Hằng Vercel nha anh em. Là thương hiệu Hằng Vercel. Nô 1500 440 mm. Đó, stop là dừng lại nè. Cái này là dạng vít ngắn kết hợp với vít led tự động. Đây, giờ anh em mình nhắn nhanh nha. Còn anh em mình khóa cái này lại, đó mình xoay cái núm này lại ha. Thì mình sẽ sử dụng những cái vít led. Đó. Đảo chiều thì nó sẽ cũng có 3 mức như này ha. Đó. Có mức ở giữa này thì nó sẽ đứng lại, còn hai cái kia là gạt lên gạt xuống ha. Rồi khi mà mình thu vào như thế này thì nó sẽ dài tổng thể được là 38 cm, tính luôn đầu mũi vít ha, là nó dài được 38 cm. Còn khi mà anh em mình bung ra như thế này thì tổng chiều dài của cây vít này nó sẽ dài lên đến là tới 50 cm nha anh em, nó dài lên đến là 50 cm. Rồi mã số cho cái con vít ngắn này E10 giúp em nha, con này em để giá là 180. E10 giúp em nha, 180.000. Rồi tiếp theo E11 thì em có một cây cây quay 3/8 nha anh em. Này cái cây này là cây quay này 3/8 rất là hay nha, mình quay như thế này đó. Đó, dạng cây quay thì nó dài được là 40 cm nha mọi người, của thương hiệu hãng Tone nha. Tone một cái thương hiệu nó rất là quen thuộc rồi, Tone Japan. Rồi cái cây quay 3/8 em để giá là 150.000 nha anh em. E11 giúp em nha, 150. Tiếp theo E12 thì em có một cái hai cây vít nhỏ. Cái này là anh em mình dùng để mình vặn vặn đồ trong góc hẹp cho anh em. Một con là BH1, con BH2, con là trầu -4, con là -6. Đó, cây một cặp nha, bán một cặp cho anh em mình về mình xài. Mình vặn trong góc hẹp cho anh em. Cái này hằng mới tin là chưa có xài luôn, hằng 7. Rất là hay luôn. Rồi cặp này em để giá cho mọi người là 80.000 hai cây ha. Hai cây 80.000. Đây, E12 giúp em nha. E12 giá 80 cho hai cây ha. Rồi. Theo E13. E13 em có một cái bộ mini. Đó, nhắc tất cả những cái món này rất là mini, anh em mình tem móc khóa, anh em mình sưu tầm được hàng của Nhật nha. Mini Top Japan nè anh em. Có hai cái mẫu lết nhỏ nè. Đó, hai cái mẫu lết nhỏ Mini Top Japan nha anh em. Đó. Đó, cái này thì em bán lẻ từng món, anh em về mình tem móc khóa rồi chơi nó vui ha, rất là ngon. Hai cái mẫu lết này nhỏ nhỏ nhưng mà anh em mình treo móc khóa rất là đẹp cho anh em, hàng chuẩn Nhật nha. Đây, Mini Top Japan nè, được không? Nhỏ nhỏ xinh xinh, phù hợp anh em mình tem móc khóa ha. Đó, mình thích tem móc khóa cho nó đẹp, chuẩn hàng mới ha. Đó. Mini Stop Japan. Rồi cái này thì nó dài tầm khoảng là có 7 phân thôi nha anh em, 7 cm thôi, rất là nhỏ ha. Nó chưa được cái ngón tay của em này. Đó, bằng một cái ngón tay như thế này thôi ha. Rất là nhỏ. Hàng chuẩn nội địa nha anh em, Mini Stop Japan nha. Hàng của Nhật. Rồi cái miệng này thì nó mở ốc được là 10 ly trở lại. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Rồi con này em để giá cho mọi người về mình tem móc khóa nha, hàng của Nhật giá 50.000. E13 ha. 40 thôi anh em, nhỏ nhỏ. Anh em về mình mua mình có thể mình mua kèm với những cái món đồ khác ha. E13 40, E14 thì cũng vậy thôi nha anh em. E14 cũng vậy luôn, hai con giống nhau. Mini Top Japan, đó đều chưa xài hết nha. Đó,
đó, đều chia sẻ hai cái mẫu lết rất là dễ thương nha. Đó. Cái này thì nó bị chạy rồi. Cái này thì nó bị chạy rồi anh em. Thôi cái này thì nó bị chạy rồi thì em để giá cho mọi người hai con là 40 luôn. Nó vừa bán vừa tặng cho anh em hai con luôn nha. Cái con này tặng cho anh em thôi, về mình có thể mình sửa lại. Còn con này là hoạt động ngon lành này. Đó, còn con này thì nó bị tuôn. Nó hai con 40 thôi nha anh em. Hai con luôn nha. Hai con 40.000 E13. Rồi. E14. E14 là một cái bộ này. Đó, cái này thì anh em về mình dán keo thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đó, đây dán keo lại. Mini stop Japan này nữa thấy không? Đó, hai cái nhíp nữa. Rất là dễ thương nha. Đó, hai nhíp rất dễ thương ra rồi cái bộ ba món này anh em mình sưu tầm. Đó, mình về mình dán keo rồi thôi, cắn nhựa. Mini stop Japan ha, nhỏ xíu xíu thôi. Ba món này 50 nha anh em. Ba món này 50.000. Đó, anh em mình về mình sưu tầm hay nó hàng của Nhật nha. Ba món 50.000 ha, E14. 50. Rồi, tiếp theo E15 một cái kim buru nhỏ. Đó, anh em mình sưu tầm ha, mini stop. Đó, Japan nha anh em, nhỏ nhỏ xinh xinh, hàng sưu tầm. Rồi cái này em để giá là 40.000, à 30.000 chứ. Đó, E15 30.000 nha. Đó, E15 30. Rồi. E16. Một cái mỏ đất ngăn này, cái này rất là độc đáo luôn này. Đó, mini stop Japan nha anh em. Rất là đẹp nha. Các bạn nắm tay thôi anh em mình sưu tầm. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đó, hàng rất là dễ thương luôn. Đó. À, rất là dễ thương nha anh em. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 60.000 nha anh em. 60.000 cái này nó rất là hay ha. Đó, bằng một cái ngón tay giữa thôi. Tầm khoảng là 4-5 sen thôi anh em. À, tầm khoảng là 7-8 sen chứ. Đó, 75 ly. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh anh em mình sưu tầm. Con này giá 60 ha. E16 giúp em nha. 60.000. Rồi, tiếp theo. E17. Có cái đôi kính anh em. Đôi kính này nó được gia công tại cái gì đây? Malaysia ha. Không. Đúng rồi, gia công tại Malaysia nha. Made in Malaysia nè. Đây nó hơi, đó, con này là 49 vuông 22 144, kích thước của nó ha. Cái này thì dặn là kính cận này, hàng hôm trước em khui thùng ra còn có một hai đôi để hôm nay em bán cho anh em mình đi luôn. Đó, 3 sen ha, chiều dài là cận là được 14 nè, phần này là được 5 nè. Đó, rồi đôi này em để giá là 50.000 ha. Cái nhựa cong rất là ngon nha anh em. Đó ha, nhựa đồ rất là ngon. Đó, không biết là bao nhiêu độ thì anh em mình về mình xem này. Đó, ha, nó cũng tầm khoảng 2-3 độ gì đó. À, giá 50.000 anh em. E17 giúp em nha. 50. 18 thì đôi này còn đẹp nè, đôi này gọng còn đẹp hết. Đó, cái này thì nó em thấy cái này chắc cái kính của nữ nè, gọng bằng kim loại nha, gọng bằng kim loại, rõ ràng kính cận luôn anh em thấy không? Đó. Còn mới nha, con đôi này thì còn mới, nếu mà anh em mình về mình dùng được thì ngon. Cộng kim loại này, đây là rất là nhiều thông số này anh em, Made in China nha, sản xuất tại gia công tại Nhật, tại Trung Quốc ha. Đó, rồi còn mới, đôi này còn mới đẹp. Rồi phần này đo được là 55 ly nè, phần này mình đo được là 3 sen, còn tổng chiều dài mình đo được là 13.5. một cái đôi kính của nữ còn mới anh em này, đẹp. Đó, đôi này em để giá 80 thôi. Ừ, còn mới cho xài. Gọng kim loại anh em về có thêm mình các kính khác không sao ha. E18 ha, 80. Rồi, tiếp theo E19 em vào cho mọi người một cái bộ mũi khoan của Nhật nha. Đây, cái hộp của mình thì nó bị bể mất một nửa cái phần nhựa rồi, nhưng mà hàng của Nhật chuẩn nội địa này anh em. Này, Made in Japan, anh em thấy cái hộp này, nó cái hộp nó dập Made in Japan bên trong nha. Còn lại cái mũi khoan của mình á thì đây. Đó, hiện tại thì nó rất là như thế này, nó sẽ có một cái tu này. Cái tu này là một cái tu để anh em mình đóng lấy dấu này ha, tu đóng lấy dấu. Rồi một cái mũi khoan bự, mũi này là cái mũi 6.5 nè. Rồi tiếp đến là một cây 6 chấm nè. Rồi con này là 5.5 nè.
rồi 5 ly nè, rồi con này con này đó, sẽ cái 56 nè, 5.5 nè, 5 nè, con này là 48 nè. Rồi con này 4.3 và con này là mũi 4 ly nè, đó ha. 4, 4.3, 4.8, 5, 5.5, 6 và 6.5 nha anh em. Có thêm một cái mũi nhỏ nữa nè, mũi nhỏ này là đi kèm thôi. Con này là mũi 3 ly nha, 3 ly của Cobeco, bỏ bên trong cho anh em mình dùng luôn nha. Đó thì 2, 4, 6, 8 mũi ha, 8 mũi với một cây quay nữa là 9 món nha anh em. Đó, rồi cái bộ này em để, bộ mới phân nhật này em để giá cho mọi người là 150.000 ha. E19 ha, 150. E20, E20 là một cái bộ vít rất là ngon ha, thương hiệu Sunblast này, giá yên bên Nhật là 1.870 yên, nói chung là nó tầm khoảng là hơn 300.000 cái bộ này. Đó, của thương hiệu Sunblast nha anh em, chuẩn nội địa Nhật nha. Đầu tiên thì nó có một cái cây đầu vít gì nè, đó, và bên này là nó sẽ có những cái vít đi kèm nữa, Made in Japan em thấy không. Đó, cái này là nó để bán ti ốc cái nè, em lấy ra cho mọi người xem chứ cái này thì em cũng đó đây nè, thiết kế đầu như thế này nha. Đó, 635 Made in Japan nè. Đó, đây là 5 cái đầu mũi vít ha, 5 cái đầu mũi vít anh em mình dùng. Đây, thiết kế để anh em mình xem ha, có nhu cầu phù hợp với mình thì mình chốt cái này nó chưa xài nha. Rồi cái bộ này E20 giúp em nha, em cũng để giá 150 ha, 150.000, hàng chuẩn nội địa nha, Made in Japan, thương hiệu Sunblast. E20 bộ này 150. E21 em có mấy cây khóa này, đầu tiên có một cây khóa 4 số nha, còn rất là mới nha. Số của mình là 9, 10, 11 và 12. Đó, bằng thép ha, bánh cắp đồ còn ngon lành hết nha anh em. Đó, bánh cắp còn ngon lành. Đảo chiều. Đó. Đó, nó sẽ mở được 4 cái ốc ha, 9, 10, 11 và 12. Rồi anh em thích cây khóa cờ lê 4 số này, mọi người cứ giúp em E21 nha. Cái con cờ lê 4 số này em để giá cho mọi người là 130.000. E21 ha, 130. E22 cái này là của cũng vậy nha, số của mình là 6, 8, 10, 12 nha anh em. Cái này là số chẵn hết ha, 6 nè, 8 nè, 10, 12, số chẵn hết ha. Đảo chiều, hoạt động bánh cốc rồi còn rất là ngon. Rồi cái con này số chẵn hết ha, em để giá là 130.000. E22 luôn ha, 130.000 còn mới luôn nha anh em. Rồi E23 thì cái này của Mỹ nè. Đó, cái này của Mỹ nha anh em, Made in USA nè, anh em mình sưu tầm. Thì cái đầu của mình là đầu vuông ha, bên này là 3/8, bên này là 5/16, bên này là 3/16 và bên này là 1/4. Đó, còn mới luôn nha anh em, còn mới luôn, đảo chiều nè. Đó, anh em mình sưu tầm một cái khóa của Mỹ nha. Đây, của thương hiệu Esman nè, Made in USA nha. Rồi cây khóa của Mỹ này, mã số của mình là E23 nha, em để giá 180 nên mình sưu tầm cũng được ha. E23, cái khóa của Mỹ, 180.000. E24, em có một cái bộ khóa của thương hiệu hãng SK11. Cái bộ này thì nó sẽ gồm có là 6 chiếc, gồm có đầu miệng, đầu vòng ha. Rồi đầu tiên thì cái khóa đầu miệng thì nó sẽ gồm có cái đó khóa đầu vòng chứ. Có đầu vòng thì nó sẽ gồm có là đây SK11 nha anh em, làm rất là đẹp nha, giống như kiểu Snap-on đó ha, cái xì nó rất là đẹp. SK11 thì một cái thương hiệu của Nhật cũng khá là nổi tiếng. Đây 12, 14 nè, 11, 13 nè, con này là 8, 10 nè. Đó là ba cái đầu vòng. Rồi cái đầu miệng của mình nó sẽ gồm có là 10 đầu miệng 11, 13 nè. Bên này là đầu tất cả đều chưa xài nha anh em. Con này là 12, 14 nè. Và con này nhỏ nhất của mình là 6, 7 nha anh em. Đó. Nè, 6, 7 nè. Đó. 12, 14 nè. 11, 13 nè. Đó. Rồi khóa vòng của mình là nhỏ nhất của mình là 8, 10 nè. Đó.
đây. Đây, 80 này, rồi tiếp đến là 11, 13 này. Đấy, 80, 11, 13, 12, 14 nha anh em. Đó, đây. Đó. Này nhỏ quá. Đây, rồi, thì anh em sẽ bỏ vào ha. Thì cái bộ này nó sẽ gồm có là 6 cây ha. Rồi, bộ 6 cây này em để giá cho mọi người là 250. Ha, còn mới tin của thương hiệu SK11 chưa xài nha anh em. Đó, 6 cây này 250.000 ha. E24. Theo. E25. E25 thì có mấy cây khóa này ha. Đó, đây. Đầu tiên có một cây nhỏ anh em, mình ghép đủ bộ của thương hiệu KTC, của thương hiệu Hãng Top nha. Cây này là 7 ly này. Mới chưa xài của Hãng Top ha. Đó, anh em mình đang dùng cái của Top 7 ly thì mình chốt về mình ghép cho nó đủ bộ. Cây này em để giá cho mọi người là 60.000. Ha. Mã số là E25 này giá 60. E26 thì một cây KTC 17 ly nha. Đó, hình thức thì nước xi cũng còn ok này, nói chung là nó đi bãi nó cũng có những vết lắm, cái này phù hợp cho anh em mình xài. Miệng mồm nó còn đẹp ha. KTC thì thép của mình là thép alloy steel rồi. Và cái này thì nó mở ốc là 17 ly ha. Rồi cây KTC mở ốc 17 ly này nó dài được 22 cm. Cái này em để giá là 80.000 ha. Mã số là E26 giúp em nha, 80. E27 thì em có một cây khóa 17 19 của hãng Tút nha anh em. Hãng Tút nè. Đó, giao dịch nội địa Nhật nè, số 19 và số 17. Đó. Ha. Hàng của Nhật nha anh em, trong Japan đồng đầy đủ. Cái này thì nó dài tầm khoảng là 25 cm nha. Đây. Nó dài tầm khoảng là 24 25 cm nè. Cái này thì mã số E27 giúp em nha. Em cũng để giá là 80.000. Đây, E27 ha, giá 80. E28. E28 thì em có mấy cây khóa của KTC. Đầu tiên cái này là ha, 14 17 nè. Con này là đời cổ ha, đời cũ nè, KTC ở Long Steel. Đó. Nè. Giao dịch đời cũ nè. Đó, miệng mồm đồ vòng nó còn đẹp nha anh em. Vòng nó còn ok hết anh em mình xài. Rồi K1417 này em cũng để giá là 80. E28 giúp em nha. E28 với 80. E29 thì cái này cũng tương tự nha anh em. Đó. Ở đây teo ra bên. À, đầu vòng nó còn rất là ngon. Thì giá của mình là 80.000 ha. E29 giúp em. E29 với 80. E30, cái này bự nha, cái này 22, 24 nha anh em. Này bên này số 22, bên này số 24 nè. Còn rất là đẹp ha. Nước xi rồi còn rất là ngon, anh em mình mua về mình xài. Của KTC ha. Cái này thì nó bự á, nó dài lên đến là tới 31, 32 cm ha. Rồi anh em nào thích cái cây khóa KTC 22, 24 này em để giá là 110.000 nha. Giá này đã bao gồm phí ship cho anh em rồi. E30 ha. 110.000. Theo E31 thì em có hai cây T mở ốc ha, rất là ngon luôn. À, một con của Tone, con của KTC. Rồi đầu tiên con này là của Tone nè. Tone 13mm Japan ha. Đó, đầu 6 cạnh còn ngon hành ảnh ha. Đó. 13mm. Đó, cái này anh em mình xài rồi rất là ngon nha, hàng của Tone. Rồi cây Tone này nó dài được là 25 cm, cánh tay đòn bên này của mình cũng là 25 ha. Rồi, con Tone này thì em để giá cho mọi người là 100.000 nha. Hàng của Tone 100.000. Mã số là E31 ha. E31 ha, 100. Rồi tương tự, có một con của KTC. KTC thì nó mát tiền hơn nha. Nó cũng 13 ly luôn nha anh em. Đó, đầu 6 cạnh nó còn ngon lành hết. Để bãi nó lắm thôi chứ còn rất là ngon. KTC thì giá thành nó mát hơn. Đó, cũng của Nhật hết nhưng mà cái tùy vào cái hãng ha. Này là dài được 25 cm nè. Này cũng 25 luôn nha anh em. Rồi, E32 con KTC giá 120 nha anh em. Cái khóa chữ T ha. Con này mới ốc 13 ly luôn, E32 120. Rồi. Tiếp theo.
E33 thì em có một cây vỏ nước của Nhật. Cái này thì nó còn khá là mới nha. Nước xi đó anh em thấy không? Nó còn mới gần như chưa xài. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng KVK, ren cỏ rồi còn ok hết nha. Đó, người ta có vặn vào nên là anh em tái nó trắc cái lớp xi ha, nó sẽ hiện ra cái lớp màu đồng. Nói chung là cái này là nó là màng đồng nha anh em, là màng đồng và mạ bên ngoài là lớp xi cream nickel. Con này còn rất đẹp, anh em mình về mình thay thế trong gia đình mình, nó còn như mới trên 90%. Vừa dài ha, thì gạt qua gạt lại nè. Cái này thì nó dài được là từ tâm tường này ra tới đầu vò là được 27 cm nha. Này từ tâm tường ra tới đầu vò được 27 cm. Thì gạt qua gạt lại. Cái này còn mới giá 350 nha anh em. 350.000 một cái vò màng đồng nha. Trong nó màng đồng nó mới mát tiền chứ còn bình thường anh em mình ra tập hóa rồi, cửa hàng là mình mua có trăm mấy 200.000 có một cái vòi mình xài rồi, nhưng cái này nó bằng đồng của Nhật nên là nó mát tiền ha. E33 350. E34 em có một cái kìm hoa quả cũng mới này. Đó, đẹp nè, anh em mình thích hàng đẹp thì mình chốt. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Hit nha, một thương hiệu rất là ngon nha anh em, xuất xứ nội địa Nhật, GBL250V. Được gia công tại Nhật Japan ha, có mã số rất là nhiều chữ ha. Còn mới nha anh em, vỏ màu xanh này đẹp ha, này ren cỏ chưa có xài luôn anh em, mới ha. Đó, anh em về mình có thể mình thích thằng đẹp. Rồi cái cây kìm hoa quả của thương hiệu Hit này size 250 nha, nó dài được là 25 cm, ngầm ở 48 ly. Cây này còn đẹp, giá 180 giúp em ha, mã số là E34 giúp em nha, 180 mới. E35 thì em có một cái kìm của Mỹ anh em mình sưu tầm mà mình dùng ha, của thương hiệu hãng WD này ha, USA 2603 đây. Đó, cái này thì cái thiết kế cái kiểu nó như thế này ha anh em, đó nó sẽ rảnh như thế này, dạng kim bro sẽ rảnh ha nè, sẽ rảnh như thế này, không biết là chắc để nó kẹp nó mới ốc gì đó ha, nên nó sẽ cái rảnh đó ha. Của Mỹ nha anh em, vỏ đồ còn đẹp. Rồi cái kìm của Mỹ này nó dài được là 21 cm nha. Nó anh em mình thích cái kìm của Mỹ này, mọi người chốt giúp em mã số là E35 rồi của Mỹ, nhưng mà em cũng để 180.000 ha. E35 108. Rồi 36. Thì em có mấy cây cưa này. Đầu tiên cưa chưa xài nha. Cưa này là cưa xịn nha anh em, có thương hiệu Ragoso này, chưa xài luôn. Dạng cưa mỏng. Đó, cưa mỏng gỗ nha. Đây anh em thấy không? Nè, cưa mỏng gỗ, xẻ gỗ này, đó. Răng nhuyễn. Đó, hai chữ số thông số này. Ha. Này là Ragoso là thường thường có hiệu của chùa đó. Đó, anh em thấy không? Lưỡi nó mới tin này, chưa có xài nha, lưỡi 1.8 này của Gyokocho này anh em, hàng chuẩn nội địa 100% nha. Nó hai mạch lưỡi nha anh em. Hai mạch lưỡi này. Đó, mới căng luôn. Bên răng nhuyễn bên răng thưa. Đó, thấy không? Gyokocho Japan này. Lưỡi dài 1.8 nha anh em. Này lưỡi dài 1.8. Đó anh em mình thích cái cưa mới mình xài ha, đây này. Tem này made in Japan bên trong này anh em thấy không? Đó. Lưỡi của mình là 1.8 và cái độ dài độ mỏng của lưỡi cưa là 0.5 mm, dạng cưa mỏng, cưa nên mình cưa ấy ha, hai mạch lưỡi, một cái cưa của Nhật chưa xài nha. Rồi cái cưa của Nhật chưa xài này ha, thì lưỡi là dài 1.8 rồi đúng không, cái chiều dài tổng thể của mình á thì nó dài được là 40 cm nha. Rồi cái con cưa này em để giá là 200.000, nó mới chưa xài nha anh em, hàng của Nhật anh em mình mua hoài là giá nó cao lắm, có thể thay thế lưỡi được ha. Cái này thì có thể thay thế lưỡi được mà hiện tại là không có lưỡi thay thế ha. E36 200. E37 cũng vậy luôn nha, cái này của thương hiệu Hatakaraku ha, này lưỡi tới tắc 9 ha, lưỡi 190 mm. Đó, này thì nó còn trăng nào luôn ha, nó made in Japan này, những cái cưa Nhật này thì anh em mình an tâm mà xài ha. Cái này thì nó chỉ có một mạch lưỡi thôi, đó đây một mạch lưỡi nha, anh em không này, nó quá gỗ rồi nè, nó là còn ngon lành hết ha, mới chưa xài nha anh em, cưa mỏng rất là ngon, hàng của Nhật thì anh em mình yên tâm về chất lượng rồi. Mình mua cưa mới này thì giá bên Nhật nó cao lắm, hàng bãi ha, hàng này bãi như này nó giá nó mềm, nhưng mà cái này là mới chưa xài nha. Hàng trong bây giờ không có hàng, mà hàng lửa nó giá nó cao lắm anh em, mua mình gì mua rẻ không có đâu ha.
Vậy là mình ở đây mình cũng biết rồi, nhiều hàng hóa nó không có, mua mắc kinh khủng luôn. Này INK0456 này, Ishinoko này. Này giá mới nó tầm khoảng là 300-400 nghìn một cây á. Rồi 200 nghìn luôn nha anh em. Mới chưa xài nha. Đó lưỡi tắc chính của Ishinoko ha. Ishinoko E37-200, E38. E38 thì cũng có mấy cái món bên này. Đây, một cây cây này là dạng cây cây gì đây? Một cây dây dũa nha anh em. Dũa ống này nè. Nó để là khoét tường, khoét gỗ vậy nè anh em. Này nó có thể mình khoét tròn để mình đút những cái ống nước vô sau nè, đó. Nó có như thế này nha. Đó, hoặc là mình sẽ ra ha, cái này không biết là vật liệu nó dùng bên gì ta. Đây này, nó có thiết kế kiểu cái rang như thế này nha anh em, đó cái rang như thế này nè. Đó, anh em mình đã dùng rồi thì mình chốt. Này thì chắc là vật liệu chắc là gỗ thạch cao nha anh em. Đó. Em nghĩ vậy thôi. Rang sáng có mũi nhọn như này. Của Nhật nha, chuẩn nội địa nha anh em, made in Japan nè, hàng chuẩn nội địa. Đó. Đây là những cái sản phẩm kết hợp của mình. Đây là thông số kích thước của nó nè, cái dòng này là của thương hiệu Seiki ha, SK ha, Niigata Seiki nè. Thông số thì nó để trên này nha anh em, thông số để trên này, này thông số nó để trên này nên mình về tham khảo ha. Đó. Cũng mới chưa xài ha, cái này cũng khá là hay ha, hàng của Nhật thì nhiều, nói chung là nó có nhiều loại lắm, nhiều khi không biết này có ma vạch nên mình check nè. Rồi thì cái con này cái chiều dài của mình nó dài được là 15, là cái phần sử dụng tính luôn phần cán là dài 26. Cái dòng này là cái dòng FSM nha. FSM là cái dòng thứ hai. FSM thì cái dòng thứ hai này là cái thông số là cái đường kính D của mình nó là 5.4 nha. Cái vòng tròn đây nè. Mình qua thông số ở giữa, này cái D là cái phần này nha. Còn cái phần C là cái phần mũi khoan, C là cái phần mũi khoan của mình là 6.8. Đó, rồi. Thì anh em thích cái cây dụng cụ này mọi người cho giúp em E38 nha. Cái này em để giá cho mọi người là 120 mới chưa xài nha anh em. Mới chưa xài nha, E38 120. Rồi. Theo E39. 39 thì có mấy cái dũa này. Đó. Cái dũa mới chưa xài luôn, đầu tiên cái dũa Nhật, dũa này là đó, giá mới bên Nhật là nó tầm khoảng 100 nghìn cây, 200 mấy á. À, cái giá này giá tuột kêu, giá thanh lý thôi, chứ giá mới bên Nhật của nó mát kinh khủng luôn. Đây logo cái bình Chubusan giao dịch đời cổ, sản xuất tại Nhật. Đó, một cây vũ tròn thôi anh em, vũ kim loại vũ tròn. Đây, chưa xài nha. Con này thì đường kính vũ tròn của mình nó tầm khoảng là 8 ly nha. Tầm khoảng 8 ly, chiều dài cái phần sử dụng của mình là 18 sen. Anh em mình về mình tra cán và mình dùng. Cái này là một cây vũ của Nhật mới chơi xài nha. Đó, giá mới bên Nhật thì nó cũng tầm khoảng là 100 nghìn nhé. Rồi cái này thì em để giá cho mọi người mã số là E39 nha. E39 cái này giá 60 nghìn. E39 60. Tiếp theo E40 thì cái này là ngon này, cái này là dài dạng anh em. Đó, của thương hiệu Tsubusan đây. Cái vỏ mình vải ha. Này. Tsubo Yamaguchi. Này là Tsubo Yamaguchi nha. Trung hàng của Nhật này, giao dịch đời cũ này. Size của mình là chiều dài là 250mm nha anh em. Đó. Chuẩn Nhật 100% luôn, anh em mình yên tâm mình xài ha. Này logo cái bình này Yamaguchi này. Đó, mới 100%. Chưa có xài ha. Này là vũ hình chữ Nhật. Về phần kích thước thì cái phần vũa này của mình được là 25 ly này. Còn cái chiều dài sử dụng của mình nó tầm khoảng 25 cm luôn. Về trả cảm mình dùng thôi. Rồi cái vũa này cũng mới chơi xài nha anh em. Vũa này mới chơi xài 100 nghìn nha, rất là nặng luôn. Mình thép của Nhật. Ha, đây. E40 ha, 100. Theo mã 41, cái này cũng vậy này, của Topman nha. Cái này cán của mình nó có bọc như thế này đó, đường kính tròn của mình là 4.8 ha, và chiều dài là 250mm, mới chưa xài luôn ha. Topman
Rồi cái này có tấm cái tay cầm nó cuốn như thế này ha, cầm vô tròn. Thì cái này em để giá là 60.000. E41 ha. E41 60. Rồi E42 một cái lưỡi cưa. Một cái lưỡi cưa của ARS ha, cái cạnh lên cao. Đó, anh em mình về mình kiếm cái cây dài mình rút ở đây ha. Con này là lưỡi cát. Cái lưỡi cát của mình là nó dài 18 sen nha. Chưa xài ha, của ARS nha anh em. Một cái lưỡi cưa cái cạnh lên cao của ARS này mới chưa xài. Nó nguyên bộ này ha. Rồi bộ này em để giá là 100.000. Ha. Mã số E42 100.000 nha anh em. E42 100.000. E43 là một cái kìm cộng lực chưa xài luôn, của thương hiệu MCC Japan nha, mới chưa xài. Đó ha, anh em mình sưu tầm. Cái kẽm nha anh em, cái mũi của mình thì nó quát 45 độ như thế này. Đó, LG ha, chưa xài ha, anh em mình sưu tầm MCC. Rồi các cái kìm cộng lực MCC này chưa xài, nó dài tổng thể được là 21 cm nha. 21 cm, anh em mình mua về mình sưu tầm rất là ngon nha anh em. Đó, và mình cắt kiểm ha, MCC Japan này mới chưa xài giá 200 nha anh em. Hàng chưa có xài anh em mình thích hàng mới mình chốt ha. Rất là đẹp, 200.000. Nhật ha, E43. E44 em có cặp đục này. Rồi đầu tiên cái này ha, nhỏ chưa xài. Đó. Đây, 10 mm ha, 150 mm. Dài 15 cm nha anh em. Còn cái bản đục này thì là 10 ly ha. À, 10 ly này, đó. Ha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Mới chưa xài còn tem luôn nha anh em, made in Japan đầy đủ. Cái này giá 80 ha. E44 giá 80, mới chưa xài ha, dài 15 cm này. Cái bút ha, E44 80. 45 thì cái này nó bự hơn. Này của thương hiệu Mokuba Japan ha. Này bản đục 16. Đây, bản đục của mình là bản đục 16 này. Và chiều dài của mình thì mình đo được là 18. Mới chưa xài luôn. Này anh em xem này. Lưỡi được mới chưa xài nha. Rồi cái này bự hơn, giá của mình là 100.000 ha. Bao ship nha anh em. Giá này bao ship rồi ha. E45 100. E46. Con kìm cắt ống của MCC, cái này cắt ống 27. Lưỡi còn rất là đẹp ha, MCC Japan, nước sơn màu đỏ bên ngoài. Ốc vít đầy đủ. Lưỡi cắt còn ngon lành. Đó, anh em ha. Đó. Cái nó còn ngon là hết ha. Đó. Cái ống phi 27 trở lại nha anh em. Cái ống phi 27 trở lại. Rồi anh em nào thích cái con kìm cái ống này, mọi người mình chốt giúp em mã số là E46 nha. Cái kìm cái ống của MCC này giá 180.000. E46 180. E47. Một cái kìm Pro chưa xài luôn, anh em sưu tầm nha. Này thương hiệu Lotte ở tâm hầm này, Japan này. Đó, à, Japan này ha. Đó, kìm Lotte này, logo ở tâm hầm mới chưa xài. Sao dít này đời cổ. Đó, nên mình mua về sưu tầm nha. Đó. Chứ còn hàng bãi hôm trước em bán một đống, một con có tính là có 3-4 nghìn nha. Mà cái này nó cái giá trị nó gấp tầm khoảng là 20 mấy lần luôn á, nói chung là tiền nào của nấy thôi. Này nó mới chưa xài. Hôm trước em cân ký bán 20.000 ký dần nhỏ nhỏ 16 sen á, mà hàng đó nó không có như này đâu. Lotter thì rất là ngon ha, 21 sen. Cái này 150 nha, 150.000 chưa xài nha anh em. E47 150. E48 một cây cưa này chưa xài luôn, của thương hiệu Somat cho anh em, cắn nhôm này, màu xanh nè, chưa có lau luôn đó. Anh em về mình xài này, anh em mình mở ốc này ra này, cái lưỡi cưa này thì nó bị gãy nữa, anh em mình bảo chịu lại ha. Made in Japan nha anh em, đó, chuẩn nó địa Nhật, em chưa có vệ sinh luôn nha, chưa có vệ sinh này, anh em về la bụi ra nó mới căng chưa xài. Đổi đầu lại ha, anh em mình về mình dùng nữa, lưỡi cưa này cũng được đó, vấn đề gì hết đó, mình gái là mình dùng thôi ha, gái là mình dùng nha anh em, đó gái vào còn được nữa như này ha, còn rất đẹp, không bị gái mất nữa ha, đó 2 mét như Japan rồi. Cây
E48 ha, 100.000 ha, Sumax. Tiếp theo E49 thêm vào máy cái AMOLED trên siêu tầm nha. Đây cái này hiếm nha, cái này độc nè anh em, của hãng Tút nha. Nó ốp hai bên nhựa là hai cái miếng mica rất là đẹp nha anh em, hãng Tút nè. Cái này là cái dòng rất là độc đáo luôn. Thường thường anh em mình không có thấy như thế này ha. Đó, rất là đẹp nha anh em, hãng Tút này sao zip đời cũ nè. Xe 200, cái này là anh em siêu tầm nha, nó mới tin nha. Đó, ha, kiểu dáng rất là độc đáo, cái AMOLED của Nhật ha. Cái của AMOLED của Nhật chưa xài. Rồi cái này anh em mình có thể siêu tầm nha, xe 200 này nó dài được là 20 cm nè, một găng tay ha. Mới ngào được 18. À, con này em để giá cho mọi người là E49 nha. Con này giá của mình là 150.000. E49 ha, 150. E50 thì con này của SK11 size 250, bự hơn cũng còn mới nha. Mới như chưa xài luôn, 6 zip đời cũ này. Thương hiệu SK11 ha, thép mình là thép alloy teo. Đó thì con này cái ngàm mình mở được ốc 30 mới chưa xài nè. Để mình ha. Mua về mình sử dụng bằng siêu tầm rất là ngon. Hàng mới ha, đẹp. Đó, cái này thì mã số là E50 giúp em nha. Con này giá của mình là 200.000 nha anh em. Xe 250 SK11 như chưa có xài. Đó, sử dụng trong gia đình ha. E50 200.000. Thép alloy steel ha, SK11. E50 200. E51 là cái này là cây của top. Top thì rất là dài rồi, cái này anh em mình xài rất là sướng luôn. Hình thức còn đẹp luôn nha. Sao zip đời cũ nè. Của hãng top nè, Heavy Duty là làm việc nặng ha. Đó. Ha. Rất là dài dặn nha anh em. Hãng có top mà môi ngầm nó còn mới đẹp như thế này nè. Đó, anh em mình yên tâm mua về mình xài. Đó. Đây ha. Miệng mồm nó còn quăng sọc còn phai nè. Rồi cái này nó mở được là 36 ly ha. E51 giúp em nha, con này 250. Ha, E51 250.000. Còn đẹp ha, của hãng top. Rồi tiếp theo. Rồi E52 giờ đem vào cho mọi người đóng vít này. Đó, này là vít rất nhiều. Rồi đầu tiên em lên cây của con BB nha. BB Thụy Sĩ, vít đóng của Thụy Sĩ luôn nha anh em. Này switch mat này, ha, của BB nha. Rồi tiếp này. Vít đóng nha anh em, hàng của Thụy Sĩ vít đóng rất là chắc nha. Đó. Đầu này là đầu mua vít BH3 nha anh em. Đó, đầu thì nói chung đã có qua sử dụng rồi. Anh em thấy chỗ này nó có cắn nhẹ tí thôi. Nhưng mà đầu mới vít BH3 nha, không vấn đề gì hết. Đó, rất là ngon nha. Cái vít của Thụy Sĩ vít đóng nha anh em. Cái đầu nó hơi cắn tí nên là giá nó cũng mềm chứ không có ấy. Cái này thì nó dài được là 27 sen nha. Rồi của Thụy Sĩ giá 130 nha anh em. 130.000. E52 giúp em. E52 130. Tiếp theo. E53 thì cây vít đóng nữa. Cái này vít trừ của Vercel ha, cái này còn đẹp nè. Đó. Ha, chứ mình cũng đã có sử dụng rồi nhưng mà cán gỗ rồi anh em thấy còn tươi còn đẹp nha mọi người. Cán gỗ còn tươi còn đẹp này, vừa sale này. Đó, đầu từ 6 nha. Anh em mình đã có cây dương này, mình chốt cái âm này về mình cho nó đủ cặp ha. Đó, rất là đẹp. Dài được là 23 sen nha anh em, 100.000. E53 ha. E53 giúp em ha, 100. E54 thì cây vít dài nha. Cái này là dài của Vercel rất là hiếm nè. Lâu lâu mới có một cây này là dạng vỏ cứng này là rất là ngon nha anh em. Vỏ cứng này là dùng rất là êm luôn, có một kiểu da ben đây nè. Còn đẹp ha. Rồi con này nó dài là 30 sen nha anh em. Đây đầu vít còn đẹp hết nè. 30 cm. Rồi mã số là E54 giúp em nha, con này 110.000. Dài tới 30 sen nha anh em. 30 cm là đó. E54 giúp em nha, 110. E55 thì cái này nó ngắn hơn đó. Đây nó ngắn hơn ha, cái này thì nó dài được là đây này cũng japan này nè ha, nó japan như này, vừa sale luôn, hồ lô luôn. Cái này nó dài 25 cm thì anh em mình vừa dùng vừa rồi, chứ mà lực đồ mình vặn cũng rất là ok. Rồi cái này em để giá cho mọi người là dài 25 sen anh em, giá 90.000. E55 90. 56 cũng vậy luôn nha anh em. Cũng vậy luôn. Đó. Đây. Nó cũ cũ như thế này thôi nhưng mà anh em mình xài ngon nha.
cũ cũ thôi chứ Sài Gòn già 25 sen, cái này em bị giá là 70 à, tức là cũ cũ thôi chứ mà Sài Gòn ha, 70 dài 25 sen luôn nha, E56. Rồi 57. 57 thì cái này của thương hiệu Prao ha, cũng của nội địa Nhật luôn, Made in Japan luôn này. BF2 luôn ha. Đó, thiết kế kiểu dáng này. Đó. Đầu nó cũng ngon lành. Rồi cái này dài được 20 sen ha. Rồi. Cái này giá 80. Rất là chắc chắn ha, cầm rồi rất là chắc anh em, à, viết của Nhật ha. E57 giá 80. 58. 58 thì cái này của thương hiệu Sunblast ha, BF2 luôn còn tem luôn nè. Đó, thương hiệu Sunblast này, Japan này. Đây. Ngon lành hết ra. BF2 dài 20 sen ha. Rồi 80.000. E58 ha. Made in Japan này. Đó. E58 80. 59 thì giờ mình qua hai đầu nha. Đầu tiên em có một cây của Anet hai đầu. Nè, Anet này Japan này em thấy không? Đó, một đầu từ và đầu dương, nó cũng dạng hồ lô ha. Anet thì cái kiểu cán giống KTC gì đó. Ha. Đây, hai đầu nha anh em, một đầu âm một đầu dương. Đó. Rồi anh em thích cây vít những cái nhà là dùng hai đầu được, nên là nó sẽ có viên bi nó giữ lại nè, dùng rất là ngon. Rồi chiều dài của cái vít hai đầu này thì nó dài được là 20 sen nha. 100.000. Ha. E59 giúp em. E59 100. E60. Này ngon nè. Này thương hiệu Sunblast nên em Made in Japan nè. Màu vàng ha, chỗ này nó có cái rãnh này nữa ha. Hai đầu luôn. Đó. Ha. Đó. Màu vàng. Nó dài tổng thể cũng được là 20 sen nha. 100.000 luôn nha mọi người. E60 giúp em. E60 100. Rồi. E61 thì giờ mình vào mấy cái kìm nè. Đầu tiên thì em vào một cái kìm điện rất là đẹp nha, size bự nha, mặt kìm còn đẹp lắm anh em, cái mặt nó còn rất là sáng luôn nè. À, Mary nè, sơ xít nội địa Nhật nhưng mà rang kìm thì người ta có dùng rồi nha. Đó, có vòng kẹp ốc nè. Đó, đây. Rang cỏ, rang kìm thì có dùng nên em thấy nó có hơi dập. Đó, nhưng mà vỏ đồ đẹp nè. Không có cắn cá vậy ha. Mary Japan. Đó. Những cái dòng này thì anh em mình dùng rất là ngon nha. Đây. Cát rất là ngon nè. Đó. Và dài 21 sen nha anh em, size bự nha. Có cái con này thì 22 luôn ha, dài 22 sen. Này thì con cá là cái rang nó hơi dập tí thôi chứ còn đẹp. Rồi cái này thì em để giá cho mọi người là 180 nha. Đó, xài rất là ngon, rất là dài ha, vỏ đẹp của Mary đời cũ này, mặt kìm còn sáng ha, lưỡi cát không có bị mẻ miết vậy nha anh em. E61 108. E62 một cái kìm bằng nữa, mà cái này là size nhỏ thương hiệu Black Bender ha, cũng còn rất đẹp luôn, mặt trắng o nha anh em. Đó, thấy không, góc cạnh của kìm luôn này nó còn ngon lành hết, nó rang kìm nó còn ngon lành hết ha. Đó, dài 16 sen, vỏ là của mình, vỏ cắn nhúng nha. Dài 16 sen, vỏ cắn nhúng, nói chung là cây này đẹp, cắt rất là bán luôn. Đó. À, ha. Đó. Rồi cái kìm này dài 16 sen, size nhỏ giá 100.000 nha anh em. Đó, còn rất là đẹp nha. Cái này là anh em mình thấy rất là đẹp luôn, góc cạnh luôn này nọ ha. E62 100. E63 thì giờ mình qua cái kìm nhọn, em có một cây của Fujiya mới chơi xài anh em mình sưu tầm. Đó, hàng trong bịch nha, đời cũ. Này dấu xích đầy cũ này, nó hoàn toàn đang bọc luôn nha anh em. Đó này thì khả năng các da cứng của mình là cái gì đây, nó để là 1.2, các dây mềm dây điện nào là 2.6 là bình thường. Đó này là cái gì thông số này em không rành, cốp ốc này nè. Đó, size của mình là 150 là nó dài 16 cm nha, dài được 16 cm. Đó nên mình thích hàng chưa xài mình chốt ha. Đó, hàng này là hàng còn đóng hộp luôn, hàng mới tin chưa có xài luôn. Đó. Hộp sam để dạy luôn, chưa có vệ sinh vệ siết chết. Đó ha. Hàng mới đó. Rồi. Anh em thích cái kìm mới này ha. Cái kìm mới chưa xài. Đó. Mọi người mình chốt giúp em mã số là E63 nha, cái này 108. Tiền nào của nãy thôi, hàng chưa xài nên mình sưu tầm cũng được. Của da còn vỏ rồi ha. E63 108. E64 là một cây của Bangku Thụy Điển. Này. Ha, Bangku này, Sweden này anh em thấy không? Bangku Sweden này. Nó hơi mờ mờ tí nhưng mà vẫn thấy được nha. Đó, ha, Bangku Sweden.
đó, hàng của Thụy Điển nha, Banco Thụy Điển nha anh em. Cái kim nhọn nó còn rất là đẹp ha, này lưỡi cát đồ này nọ này, răng kim này đó, vì anh em mình có thể mình cho vào cái cốc tí đó ha, cho vào cốc tí ha. Đây này em đã cho dầu luôn vô rồi ha, lưỡi cát cái đồ nó ngon lành ha, một cái kìm nhọn của Banco Thụy Điển ha, cát ngọt sượt luôn đó, cũng là hàng châu Âu, cát rất là ngọt ha. Rồi cái kìm nhọn Banco này nó dài được là 17 sen nha, 16-17 sen ha, cái này em để giá là 150 ha, E64 150 ha, E65 cái kìm nhọn của Nhật chưa xài nữa. Đó, hàng mới 100% chưa xài luôn, em chưa vệ sinh luôn nha, đó còn lớp keo cốc đồ luôn này, chưa có vệ sinh, chỉ mới có lau cái cán sơ thôi, tại để bãi nhà nọ thì nhiều khi nó lắm bụi thì em lau cán thôi, chứ còn cái nào là nó mới như cái kìm nhọn của Fujiya, nhưng mà cái này thì nó không có vỏ đó, không có vỏ ha, đó của Nhật luôn nha, Kin TTC này, do xuất nội địa Nhật này. Rồi cái này chưa xài luôn nha, mới 100% luôn, không có cái vỏ, giá 130, vì anh em mình lau chùi vậy thôi ha. E65 130 nha. Rồi 66 thì cái này hàng bãi mà còn mới, rất là mới luôn, của thương hiệu Kaikut này, đó dập chìm rất là đẹp nha, hàng Kaikut của Nhật nha anh em. Đó, đây vỏ nó còn đẹp hết, anh em mình an tâm mua về mình xài ha. Dài 16 sen, bao ngọt cho anh em luôn. Đó, rồi 100.000 thôi ha, cái này là hàng bãi, hàng bãi mua được giá rẻ ha. E66 ha, 100.000 của Nhật. E67 một cái kìm cắt chân linh kiện điện tử ha, mini này của thương hiệu Tamiya ha. Đó, Tamiya này mới chưa xài luôn. Đó, hai cái này là các chân mạch điện tử này, nhưng mà các dây điện thì bình thường ha, không vấn đề gì hết, rất là ngọt ha, nhẹ nhàng luôn. Đó, nữa ha, bình thường cũng mới chưa xài ha. Rồi cái này thì nó dài được là 13 sen nha, 80 chưa xài nha anh em, 80.000. Số là E67 ha. E67 hay 80. Số 8. Này cũng dài luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh của Kin TTC ha. Đó ha, Kin TTC chưa xài luôn. Made in Japan. Này thì nó dài chắc 11 sen ha. 11.5 ha, 1 còn 12 sen đó. Rất là bán ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh em. Chưa xài giá 80 ha. E68 80. 69 kìm cái góc xéo ha, thương hiệu Natino ha, nè lưỡi cát nó còn ok nha, bãi em vệ sinh rồi, nó có một lỗ tròn để tốt, lưỡi còn thằng táp không có bị răm riết vậy ha, mẹ mấy vậy, nó bỏ dài cái góc xéo. Rất là bán ha, dài 16 sen ha, cái này 100.000. E69 ha. 100. Rồi. Mã số cuối cùng là một cái thước đo, nãy giờ em đo đây. Đây. Một cái thước đo của KDS 3,5 m. Stop ha, có góc 90 độ là cái ống thủy này. Mực nước xanh còn mới đẹp. Đó, KDS Japan ha. Đây, sợi dây thước của mình là còn mới tin luôn. Đó, Made in Japan này, nên tháng sợi dây thước này. 3,5 m, bản thước này là bản thước 19 ly. Sao xích nội địa Nhật, KDS Made in Japan đầy đủ ha. Nhà mặt bên dưới này cũng mới đẹp nè. Rồi, thả ra để thu về. Ở đây mình giữ lại thì mình nhấn cái này đó, xuống chữ stop này. Đó, xuống chữ stop này là nó sẽ đóng lại, bật lên để thu về ha. Rồi cái thước 3,5 m này còn mới ha, có cái ke 90 độ như thế này ha. Con này em để giá là 120.000 nha. E70 ha, E70 120. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.